Winner, xe Exciter thì dùng nhất gì, xe Winner thì dùng nhất gì, xe mới thì dùng nhất gì, xe cũ thì dùng nhất gì, rồi Yamaha dùng nhất gì. Do đó video này mình sẽ nói về hai cái dòng xe mà phổ thông, đó là Exciter và Winner. Sau đó từ đó các bạn có thể tự phân tích ra luôn. Thì Exciter, bây giờ mình nói về xe zin trước, xe độ sau nha, xe độ, xe đua sau nha. Đi tour bạo lực thì cái máy của các bạn, cái công suất hoạt động nó sẽ rất ở cường độ rất cao. Tại vì các bạn đi tour máy cao, các bạn chạy tốc độ cao, các bạn có thể chở 2, chở 3 đi cùng với bạn bè gì đó. Chở 2 thôi, không chở 3. Và chở một số đồ lĩnh kỉnh nữa, đi tour đường dài, đi về quê ăn Tết chẳng hạn vậy. Thì các bạn nên đi nhất 50. Hello morning mọi người, nay là một buổi sáng đầu tuần và cũng sẽ lên đường đi làm như mọi người. Nay đầu tuần thì mình sẽ sử dụng nước hoa, tiếp tục là Shadow Rip. Đầu tuần thì mùi Rip, giữa tuần sẽ là mùi Cross Racing. Mỗi ngày thì sẽ có thay đổi cái mùi cho cái không khí làm việc của mình nó thoải mái hơn. Khi mà mình lướt Facebook á, hoặc là YouTube á, khi mình làm các video hoặc là các bài viết mình chia sẻ, thì mình thấy các bạn thường đặt rất là nhiều các câu hỏi, về admin ơi, xe Exciter thì dùng nhất gì, xe Winner thì dùng nhất gì, xe mới thì dùng nhất gì, xe cũ thì dùng nhất gì, rồi Yamaha dùng nhất gì. Nói chung là cứ mỗi loại xe là các bạn sẽ có một câu hỏi, rồi xe zin, xe độ dùng nhất gì, rồi là các bạn lại hỏi tiếp tục là xe mới chạy bao nhiêu ngàn cây. Cái gì có các bạn 15.000 cây hỏi một câu, 16.000 cây hỏi một câu, 17.000 cây hỏi một câu hỏi. Thì hôm nay mình có soạn ra một cái nội dung để mình mở nó lên, mình sẽ xem. Cái nội dung đó là mình sẽ trả lời hết từng cái vấn đề đó cho các bạn. Tuy nhiên là trong một cái video thì mình sẽ không thể nào mình nói hết cho các bạn tất cả các loại xe được. Do đó video này mình sẽ nói về hai cái dòng xe mà phổ thông, đó là Exciter và Winner. Sau đó từ đó các bạn có thể tự phân tích ra luôn, tự phân tích ra cho các dòng xe khác mà các bạn đang sử dụng. Hoặc nếu các bạn cảm thấy là những cái câu trả lời của admin nó vẫn chưa thỏa đáng, chưa giải quyết hết thắc mắc của các bạn, thì các bạn cứ đơn giản cứ inbox ở phía dưới, comment ở phía dưới cái video hoặc là cái nội dung về một cái chủ đề gì đó mà các bạn muốn mình làm. Thì mình sẽ sắp xếp thời gian trong những buổi sáng đi làm hoặc là khi đi về đó, thì mình sẽ làm các video cho các bạn. Xe Exciter Winner thì được rất là nhiều các bạn sử dụng và đặt rất là nhiều câu hỏi. Thì thường xe Exciter bây giờ nó sẽ có hai dòng là 135 và 150, tức là những dòng đời cũ 135 á, dòng đời mới giờ 150 rồi, và xe Winner 150. Như vậy thì các câu hỏi của các bạn á, thì mình sẽ phân ra. Đầu tiên là mình sẽ xử lý về vấn đề Exciter trước. Thì Exciter bây giờ mình nói về xe zin trước, xe độ sau nha, xe độ, xe đua sau nha. Xe zin, xe mới thì sẽ xài cái gì và chạy bao nhiêu ngàn cây số thì sẽ xài nhất gì. Thì đầu tiên các bạn mua một chiếc xe về, các bạn là xe mới thì các bạn sẽ chạy Rodai. Xe Exciter hoặc là xe Winner gì đó đều chạy Rodai. Thì khi chạy Rodai thì các bạn lưu ý giúp mình, chạy Rodai tức là mình không có phải cần xài cái loại nhớt quá tốt. Mình chỉ cần xài cái nhớt nào mà hợp túi tiền thôi, vừa tiền thôi, càng rẻ càng tốt. Nói chung là tại vì xe đó lúc đó mình chỉ chạy có 200 cây, một số bạn rất là kỹ 200 cây, 300 cây là mình xả cái nhớt ra rồi, đúng không? Mình xả nhớt ra để tại vì lúc đó cái bá dơ ra rất là nhiều, các mặt sắt ra rất là nhiều. Do đó mình xài cái nhớt càng rẻ tiền thì nó cũng chẳng gây hại động cơ, tại lúc đó mình chỉ chạy có 40-50 km/h thôi. Thì mình chạy như vậy thì 200 cây số mình xả ra thì cái nhớt nó cũng chưa có mất đi cái tính năng bồi trơn của nó nhiều. Cái tiếp theo thì giai đoạn tiếp theo thì các bạn chạy khoảng 500 cây, 1.000 cây các bạn xả ra, thì bắt đầu tới lần thứ 3 đó thì các bạn mới nên xài nhớt tốt để bảo vệ cho động cơ của mình. Thì bây giờ mình tiếp tục là xe zin hoặc là xe độ gì đó thì mình sẽ chọn nhớt. Đầu tiên trước khi chọn nhớt thì các bạn phải xác định là các bạn có bao nhiêu tiền trong túi, cái kinh phí của các bạn như thế nào. Những người giàu thì chọn nhớt, mất tiền thì không nói rồi, người ta làm hàng tháng người ta kiếm hàng chục triệu, hàng trăm triệu, hoặc một số người kiếm hàng tỷ đồng
thì người ta chọn một cái nhộn nhớt người ta chẳng cần quan tâm đâu, người ta nói nhớt gì tốt nhất người ta mua, thì lúc đó người ta không cần phải suy nghĩ đắn đo là tôi phải chọn nhớt gì hoặc là tôi mua nhớt gì. Cái đó là một câu chuyện mình bỏ qua, nhưng mà mình phải đầu tiên là xác định câu chuyện túi tiền. Thì nhớt nó có phân ra ba loại: dầu khoáng. Thông thường dầu khoáng thì hiện tại giá thị trường khoảng 100.000 tới 200.000 một lít, tầm giai đoạn nó từ 100 tới 150, tầm đúng chính xác là như vậy. Sau đó lên dầu bán tổng hợp. Dầu bán tổng hợp thì cái giá tiền nó sẽ từ 150 cho tới 200.000, cỡ tầm như vậy. Đó, dầu bán tổng hợp thì thường thường là group 3, dầu khoáng là group 1, group 2. Trong dầu giới dầu nhớt nó có phân cấp á, cái group á. Và tiếp tục là dầu tổng hợp hoàn toàn. Dầu tổng hợp hoàn toàn thì nó sẽ rơi vào từ 200 cho tới hơn 400.000, 500.000 một lít. Thì trong dầu tổng hợp hoàn toàn nó phân ra hai loại. Tức là một cái loại là dầu tổng hợp hoàn toàn mà cấp thấp, tức là dầu bốc nhóm 3 và nhóm 4 nó mix lại với nhau á. Nó hay còn gọi là dầu synthetic oil hoặc là fully synthetic, mà nó chưa có phải gọi là resin. Thì nó sẽ rơi vào giá từ 200.000 tới 300.000 một lít. Còn dầu mà fully synthetic có ester này kia nọ đó, phụ gia cao hơn resin này kia, thì nó lên sẽ khoảng tầm đâu đó là từ 300 cho đến hơn 400-500.000 một lít. Nó sẽ như thế. Tức là đầu tiên mình chọn, mình xác định cái giá tiền. Sau đó mình có cái giá tiền, xác định tầm tiền để mình biết nó nằm ở trong phân khúc nào rồi. Cái tiếp theo, mình đánh giá cái nhớt đó. Thí dụ như các bạn có thể lên mạng các bạn search. Một số các bạn mà hay giỏi á, các bạn lên mạng các bạn đánh là, thí dụ như các bạn thích cái nhớt là Sado nó mới ra đi, các bạn đánh là Sado Resin. Xong các bạn đánh cái phía sau, các bạn đánh cái từ TDS. TDS á, nó viết tắt của từ Technical Data Sheet, tức là nó sẽ có mô tả thông số kỹ thuật của sản phẩm. Hoặc là MSDS là Material Safety Data Sheet, là cái tiêu chuẩn về an toàn của nó. Hoặc là các bạn đánh tìm không ra nữa, các bạn đánh chữ PDF là nó sẽ ra cái file PDF để cho mình tải về mình đọc. Thường các hãng nó sẽ up lên như thế để cho mình dễ tìm, dễ kiếm. Đó, khá là đơn giản đúng chưa, để tìm kiếm thông tin của nó đọc trước. Một số bạn thì không có kỹ năng đọc về tiếng Anh, hoặc là một số cái sản phẩm nó mới ra nó chưa có up lên trên mạng thì làm sao? Nó rất là khó để tìm, thì mình có thể liên hệ với đơn vị bán hàng, họ sẽ cung cấp cho mình. Cái đó là các bạn biết về kỹ thuật sơ sơ, là các bạn nắm, các bạn đọc, các bạn hiểu. Còn một người chưa biết về kỹ thuật thì mình sẽ đánh giá dựa trên cái bao bì, trên cái tem của cái nó có cái gì. Thì đầu tiên là mình sẽ chọn cái góc nhớt này nha. Góc nhớt rất quan trọng. Đầu tiên chọn nhớt là phải góc nhớt. Một là khoáng, hai là bán tổng hợp, ba là tổng hợp hoàn toàn, tùy theo tiền. Sau đó chính là lựa chọn chỉ số độ nhớt. Đúng không? Xe của mình đầu tiên mình chọn nhớt cái nhớt tổng hợp theo túi tiền. Sau đó là mình bắt đầu chọn tới chỉ số độ nhớt. Tức là gì? Thí dụ như xe Winner, hãng nó khuyến nghị là 30, W30, 10-30 hoặc 5-30 gì đó mình không nhớ đi. Hoặc là Exciter, xe mới mua nha, mình đang nói xe mới mua về, nó khuyến nghị chứ không có, nó khuyến nghị cho xe cũ nè, nó khuyến nghị lúc xuất xưởng. Thì W30 hoặc W40 thì mình phải tuân thủ theo nó. Phải tuân thủ, tại vì nó đã khuyến nghị rồi, mình đừng làm trái nó, đừng cãi lời nó chỉ mắc câu. Đó, sorry, có một cái người lùi xe góc quá, mình bóp còi chứ không phải mình bóp còi để gây ồn nào. Đó, thì mình chọn đúng cái cấp độ nhớt của nó thì nó sẽ chạy, nó sẽ rất là êm và tiết kiệm nhiên liệu. Rất là êm, tiết kiệm nhiên liệu, cũng như bảo vệ động cơ được tốt. Đừng có đú, đừng có nghe theo lời người ta nói là tôi chạy nhớt 50 êm lắm. Mình biết được xe đó chạy bao nhiêu ngàn cây, lỡ xe đó chạy 100.000 cây nó lên nhất 50 sao? Tự nhiên xe mình mới mua về mình theo nó mình chạy nhất 50, nhất 60 để làm cái gì? Hoặc là nó đua xe nó chạy cái nhất 60 gì đó thì sao? Mình theo cái khuyến nghị của hãng, nếu như xe mình đang nói về chủ đề xe zin nè, theo cái hãng đó mình chọn, ví dụ như nó khuyến nghị mình 30, ok mình vô mình kiếm cái chai nhất là chai nhất W30, 5-30 hoặc là 10-30 đều được. Ok chưa? Exciter nó khuyến nghị 40 thì mình chọn là 5-40, 10-40 hoặc 15-40 hoặc 20-40. Cái số phía trước nó càng nhỏ thì cái nhớt nó sẽ mắc tiền hơn, nó có nhiều phụ gia hơn. Cái số phía trước chữ V kép nha. Tức là lúc đó là ví dụ như 0-40 và 10-40 thì cái thằng mà đổ 0-40 á, nó đề 3 nó sẽ bóc hơn cái thằng đổ 10-40. Đề 3 sẽ bóc hơn nha. Nhưng mà sau khi mà nó làm nóng lên rồi á, thì hai cái loại đó nó loãng ra, nó đều y chang nhau, nó không khác nhau gì nhiều lắm. Do đó nên người ta mới nói là cái số trước chữ V kép nó không có quan trọng lắm. Nhưng mà thực sự là nếu xem xét kỹ về cái khả năng mà đề 3 đó thì cái chữ trước chữ V kép rất là quan trọng để cho cái vấn đề là đề 3. Cái thằng nào nhỏ hơn thì nó sẽ đề 3 tốt hơn.
tuy nhiên nếu như một số dòng racing thì người ta không có chú tâm nhiều với trước V kép đâu. Tại vì racing các bạn vô chạy các bạn phải warm up, tức là các bạn phải làm nóng động cơ. Thì lúc đó là nhớt nó đã bơm đều lên rồi thì các bạn mới vô chạy, chứ đâu có phải là racing là cứ bay vô là dắt chiếc xe ra là đua. Phải có làm nóng đề ba rồi, nóng ngay cả giỏ mà cũng phải làm nóng rồi, chứ đừng có nói đến cái chuyện mà khởi động nhớt đề máy. Do đó tốt nhất buổi sáng các bạn đề máy các bạn để 30 giây đi. Các bạn xài 50 kép hay 10 kép gì đó, các bạn để 30 giây cho nó ấm cái máy của mình, cho nhớt nó bơm đều lên. Rồi các bạn muốn đua bơi, muốn chạy kiểu nào đó thì các bạn chạy. Lúc đó nhớt đã được bơm đều piston, nuôi đều cái trục cam, các cái chi tiết bộ phận hộp số trong đó rồi. Ok chưa? Sau khi mình xác định được chọn được cái nhớt 50 kép 30, 50 kép 40 gì đó thì mình bắt đầu chọn tiếp theo. Bây giờ mình quay lại mình giải thích cho các bạn về vấn đề xe của Exciter nè. Xe của Exciter thì xe các bạn mua mới á, hãng nó khuyến nghị là nhớt 40, thì các bạn cứ chọn là 540 hoặc 1040 nha. Vậy khi nào mình sẽ xài nhớt 50 cho Exciter? Rồi, mình sẽ xài nhớt Exciter đầu tiên là các bạn mua về 50 kép 40. Các bạn chạy lên 20.000 cây số, xe các bạn các chi tiết nó sẽ bị bào mòn một phần. Lúc đó các bạn sẽ lên 10 kép 40. Ok chưa? Sau đó các bạn chạy khoảng cỡ tầm, nếu như các bạn thay nhớt thường xuyên nha, 2.000-3.000 cây thay nhớt thường xuyên, bảo vệ tốt, động cơ được bảo vệ tốt, các loại phụ gia chăm sóc liên tục á, thì bắt đầu tiếp theo là cái giai đoạn là các bạn lên đến là 70-80.000 cây, các bạn sẽ lên là 0 V kép 50. Sau đó lên 100.000 cây các bạn sẽ lên là 5 V kép 50. Đó. Sau đó hơn 100.000 cây các bạn chạy 150 chẳng hạn, các bạn thấy máy yếu quá thì các bạn sẽ lên là 10 V kép 50, 15 V kép 50 hoặc là 20 V kép 50, lúc giống như cái xe bạn lên trăm mấy 2.000 km ô đô rồi thì bạn lên cái đó. Lên đó xong các bạn sẽ thấy xe mình lúc đó yếu rồi, phải đi làm máy để cho nó duy tu, bảo trì, bảo dưỡng cái động cơ mình tốt hơn. Lúc đó mình có thể quay lại, nếu như thợ máy giỏi, mình có thể quay lại sử dụng cái nhớt là 40. Tại vì lúc đó máy nó lại kín lại rồi thì sử dụng nhớt 40. Thấy không? Rất là đơn giản. Chứ không phải là xe của em 10.000 cây dùng nhất gì. Nói chung là giai đoạn từ 0 xe sơ tơ, từ km số 0 cho tới km số 50.000, nếu như các bạn bảo vệ tốt á, các bạn chỉ cần xài cấp nhớt 40. Trên 50.000 trở đi, trên 70.000 trở đi, xe các bạn mới bắt đầu xuống, các bạn mới lên cấp nhớt 50. Như vậy thôi. Còn một số trường hợp các bạn đi tour bạo lực thì sao? Đi tour bạo lực thì cái máy của các bạn, cái công suất hoạt động nó sẽ rất ở cường độ rất cao. Tại vì các bạn đi tour máy cao, các bạn chạy tốc độ cao, các bạn có thể chở 2, chở 3 đi cùng với bạn bè gì đó. Chở 2 thôi, không chở 3. Rồi chở một số đồ lĩnh kỉnh nữa, đi tour đường dài, đi về quê ăn Tết chẳng hạn vậy. Thì các bạn nên đi nhớt 50. Tại vì khi cái thời gian như vậy nó dài vậy, máy nó nóng, thì cái nhớt 50 nó sẽ có cái độ bền bằng dầu cao hơn nhớt 40. Chỉ số độ nhớt nó sẽ cao hơn, nó sẽ bảo vệ chi tiết máy được tốt hơn. Sau khi kết thúc tour, các bạn muốn cảm giác mà gọi là vừa bốc mà vừa êm á, kết thúc tour rồi á, thì quay trở về với giai đoạn cũ của nó. Nó giống như khi mình hoạt động làm việc cực lực á, thì mình uống cà phê, uống bò hút cho nó nhiều vô, giống như mình chạy về quê mình ăn Tết á, mình quất một lúc là một lốc bò hút mình uống một ngày, mình quất 6 lon bò hút luôn cũng được. Hoặc là uống thuốc đừng có mất ngủ. Chứ còn bình thường mà các bạn ngày nào các bạn cũng chơi bò hút một ngày 3 lon, có phải các bạn chết không? Các bạn sẽ bị bệnh chết. Thì xe cũng như vậy, nếu như chạy bình thường thì mình cứ sử dụng đúng cái chế độ của nó, và nếu như chạy bạo lực thì mình nâng cấp lên. Như vậy đối với racing tương tự, trong racing thì các bạn sẽ lưu ý là nhớt sẽ rất là đặc. Do đó các bạn sẽ thấy một số dòng nhớt cái hãng nó ra nhớt racing toàn là 50-60 không à, nó không có ra 40, rất là ít hãng ra 40, trừ khi nào có sự yêu cầu của thị trường địa phương đó. Do đó đối với các bạn đã racing rồi, tức là racing là gì, người ta đã đổ máy, thay đổi tất cả chi tiết để nó trở thành một chiếc xe đặc biệt đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất của ban tổ chức đưa ra, trong cùng một cái dung tích máy chẳng hạn như vậy, trong cùng một cái thể tích, cùng một cái tay dên như vậy, thì làm sao để đạt công suất tối đa và đua xe là nó chạy nhiều vòng và chạy áp lực cường độ cực cao. Do đó nó sẽ xài cái nhớt có độ bền bằng dầu cao, nhớt 50-60, chứ không có đua xe nào xài nhớt 30 ra chạy á. Có đua xe xài nhớt 30 khi chạy rack. Chạy rack tức là gì? Chạy đường ngắn 400m, 1000m tức là 1 cây số, thì người ta sẽ xài cái nhớt loãng để gì? Tại vì đó, cái đó là người ta gọi là ăn nước đề chứ không phải ăn nước hậu. Thằng nào đề càng nhanh thằng đó thắng. Thì đó, nó xài nhớt loãng để nó bơm được nhanh nhất, để động cơ vút đi được nhanh nhất. Thế thôi, còn nếu đã đua đường dài thì bắt buộc phải nhớt đặc.
Thì tương tự quay lại với cái câu chuyện của anh Winner thì cũng như thế, với Exciter thì mình cứ quy ra từ 0 tới 50.000 hoặc là 70.000, từ 70.000 trở lên, từ 100.000 trở lên, 150.000 trở lên thì nó sẽ có các độ nhớ tăng đều, mỗi lần là nó sẽ tăng 10 cấp, tức là 30 lên 40 lên 50 chứ các bạn. Sắp tới sẽ có những cái hãng nó làm nhớ 35 mà Presenter sẽ nhập về, tức là dùng như gì? Các bạn xài từ 10.000 cho tới 40.000 cây bắt đầu thấy cái máy mình nó yếu rồi. Thì các bạn sẽ xài nhớ 30, các bạn sẽ lên nhớ 35. Từ 30.000 cây tới 50.000 cây thấy yếu yếu chút nữa lên nhớ 40. Xong từ 50.000 cây tới 100.000 cây thấy yếu yếu nhìn lên nhất 45. Thì cái hãng mà sẽ làm cái đó sắp tới sẽ là Voltronic, và một hãng nữa mình chưa có nói ra, tại vì nói ra người ta sẽ mang về trước mình, sẽ mình sẽ mang về của Nhật Bản luôn, rất là mắc, 1.600.000 đồng một lít đang bán nha các bạn, 1.600.000 đồng một lít đang bán tại Nhật Bản, 1.600.000 mắc lắm, nhưng mà nó là 100% resin thôi, và mình đang làm việc với hãng đó. Mình cuối tháng này mình sẽ bay qua để làm việc với nó để đưa sản phẩm này về. Nhưng mà anh em nào mà thực sự yêu xe, chơi xe lắm mới xài đó. Vì nó mắc hơn cả Voltronic, mắc hơn cả Sado, mắc hơn cả Motul. Nếu như mà Motul hoặc Voltronic gặp ông này á, thì phải gọi là bằng ông kẹ, phải nể một phần. Đó, cái đó là cái chia sẻ của mình. Thì Winner thì VK30 thôi các bạn, VK30 sau đó lên VK40. Đi tour thì các bạn có thể xài VK40 hoặc VK50 cho Winner cũng được. Tại vì đi tour thì cái máy nó rất là, gọi là bị rất là chịu nhiều áp lực về đu bơi, về chạy tốc độ cao. Cái đó là những cái chia sẻ về chọn nhớt. Rồi, sau khi mình đã xác định được cái nhóm nhớt mà mình chọn rồi thì mình chọn đến cái gì? Mình sẽ chọn đến cái tiếp theo là Yaso chứ không phải là cái ABI. Nhiều bạn cái đú vô chưa biết cái chọn cái nhớt gì hết, bay vô cái SN là bốc. Xin lỗi các bạn, một số sản phẩm là dầu gốc khoáng nó vẫn là SN. Nhớ nha, dầu gốc khoáng mà SN thì cũng không bằng dầu gốc tổng hợp mà SG đâu các bạn. Nó giống như, chút nữa mình sẽ giải thích tiếp. Bây giờ quay lại cái Yaso nè. Cái Yaso đối với xe Exciter và Winner là bắt buộc các bạn phải chọn là Yaso MA2. MA2 các bạn chọn MA vẫn ok, nhưng để phát huy tốt nhất công suất, chọn MA2 cho tôi, nghe tôi đi, nó sẽ rất là tốt cho các bạn. Bốc chai nhớt lên, chọn nhớt tổng hợp, rồi chẳng hạn vậy đi ha. Chọn cái độ nhớt là 10-40 hoặc là 5-30 gì đó, tùy theo xe của bạn. Sau đó xem tiếp cái Yaso, chọn cái MA hoặc MA2, nhưng mà tôi khuyên các bạn, Exciter Winner chọn MA2 là tuyệt vời. Sang số đôi khi chẳng cần bốc cô nữa, nghe cái tua máy nó lên, đang chạy số 1 nghe lên 8.000, đẩy tôi máy lên 8.000 vòng, chẳng cần nhìn đâu, nghe tôi máy chạy hoài quen rồi. Lấy cái giò móc nhẹ cái tạch là nó ăn, không cần bóp côn vậy đó. Nghe tôi máy và thử cảm nhận thì nó sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt, cái độ feel của bạn, giống như các bạn đang chạy quýt ship luôn. Sướng lắm. Vậy SM và SN nó khác nhau cái gì? Thì tự nhiên đang nói đến cái đoạn này, cái GoPro nó bị nóng quá, tại vì mình để dưới ánh nắng nè, cái nó hết pin, nó nóng quá, nó tuột, nó hết pin. Thì để mình quay lại văn phòng, mình sẽ ngồi, mình sẽ giải thích tiếp cho các bạn. Bây giờ mình phải chạy xe thôi, chứ vừa cầm tay vừa quay thì nguy hiểm quá. Hẹn gặp lại các bạn tại văn phòng của mình, mình sẽ chia sẻ tiếp cái vấn đề này cho các bạn luôn nha. Bạn đi nè em. Dạ, em chào anh Huy. Sáng giờ bạn ế không? Hả? Trả lời anh Huy kìa. Sáng giờ bạn ế không? Không, anh cho con chim này lên video mới được. Phong lên nó làm việc cho mày, nãy giờ thấy ngồi đây hoài à. Bill có đủ triệu chín mươi trong một năm giá. Để lên đây coi thử coi mấy thằng kia đang làm cái gì đây. Sáng đi làm trễ một chút xíu, tối qua đi chơi với mấy anh em bên Moto Typhoon này, chắc từ này cũng trốn việc. Vô phòng marketing trước. Hello Phú. Rồi dễ bậy phải không? Rồi, gặp lại các bạn rồi. Quay lại vấn đề SL, SN khác nhau cái gì? Mình có phân tích rồi. SL nó đã phù hợp, rất là phù hợp cho dòng xe, nhưng SN nó tốt hơn. Đối với thị trường nước ngoài và đối với các nước tiên tiến phát triển thì họ đánh giá cao vấn đề bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường rất là quan trọng. Ở Việt Nam mình á, các bạn chơi xe thì các bạn chỉ nghĩ đến vấn đề là các bạn
chăm chăm làm sao cho cái xe bạn tốt. Có những bạn vẫn bảo vệ môi trường, tuy nhiên vẫn chưa phải là đa số. Đó là cái cách mà cho họ thành công về giáo dục con người về bảo vệ môi trường. Thì SN nó cập nhật thêm những tính năng về tiêu chuẩn an toàn về khí thải, tức là dầu nhớt đó nó phải thật là sạch, thật là tinh khiết. Thường dầu nhớt tổng hợp hoàn toàn thường đáp ứng tiêu chuẩn SN là ở chỗ đó. Tức là dầu nhớt đó rất là tinh khiết, rất là sạch, và nó sẽ gây ít ra khói thải, đặc biệt là toxic, gây ung thư. Nhưng bạn nghĩ là gì? Miễn sao xe tôi tốt rồi, tại sao tôi phải bảo vệ môi trường? Xin lỗi các bạn, sai. Tại vì các bạn cùng sống chung một trái đất này, cùng chung một cái bầu khí quyển này. Các bạn nghĩ là tôi thải ra, các bạn không có tốt cho xe bạn, bạn thải ra người sau hửi. Nhưng mà cái thằng đó chạy trước bạn, thải ra các cái dòng nhớt mà A, S, B, S, D, S, D đó, khí thải độc hại. Đặc biệt các bạn thấy xe bớt á, nó xài nhớt tiêu chuẩn là gì? CD, xăng mấy dầu là gọi là C, mấy xăng gọi là S, CD cấp rất là thấp, CA, CB, CC, CD. Mình đang xài là SN rồi, đúng không? Thì các bạn hửi, các bạn đi ra đường để các bạn hửi khói xe tải, các bạn khó chịu không? Thì do đó tại sao mình nên xài SN để bảo vệ môi trường các bạn, chứ không phải là SN tốt hơn SL ở chỗ là nhớt nó có các tính năng gì đó đặc biệt phù phép trong đó. Nó chẳng qua là một cái lớp vỏ bọc để chứng đã được chứng nhận bởi API tiêu chuẩn của Mỹ về tốt cho xe và môi trường nữa, tốt cho các chi tiết bên trong động cơ và bên ngoài của chúng ta. Thì đó là SL và SN. Vậy khi chúng ta phân tích sâu á, dầu có khoáng và dầu gốc bán tổng hợp nó khác gì đó với fully synthetic và resinoid, khi nào chúng ta mua này, khi nào muốn kia? Thứ nhất là phù hợp với túi tiền, cái thứ hai phù hợp với xe của bạn, xe mới hay xe cũ, và chúng ta có cần là phải bảo dưỡng nó tốt hay không. Các bạn đi dòng nhớt tổng hợp hoàn toàn thì chắc chắn là xe các bạn sẽ êm hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, chạy bóc hơn, thời gian sử dụng lâu hơn, và nó sẽ tiết kiệm tiền nhưng mà một ít thôi, chứ không phải là tiết kiệm gấp 3, gấp 4 lần so với một khoáng. Nó cũng không phải tiết kiệm lớn như vậy đâu. Tuy nhiên chúng ta sẽ có những cảm giác trải nghiệm chiếc xe chúng ta theo một cái cung bậc cảm xúc mà chúng ta cảm thấy là sướng nhất và feel nhất với chiếc xe của mình. Còn với dòng khoáng mà vẫn cảm nhận điều đó nhưng mà nó không bằng. Nó giống như chúng ta bận một cái áo vậy, một áo lạnh mùa đông trong điều kiện giá rét âm 10 độ, chúng ta có một áo lạnh đủ lạnh hoặc là dày hơn, nó ấm hơn. Còn bạn nào nghèo quá không có tiền mua áo lạnh thì chúng ta thắp một cái que diêm, chúng ta cũng cảm giác ấm rồi, nhưng mà nó không bằng cái bạn có được áo lạnh thật là bự, thật là dày, lông cù này kia nọ. Nó là như thế thôi. Còn resinoid tức là gì? Resinoid nó không có tốt hơn cái nhớt fully synthetic nhiều đâu. Nó chỉ hơn cho các bạn là gì? Các bạn thường nghĩ resinoid nó xài lâu hơn, xin lỗi, resinoid đôi khi nó xài còn ít hơn. Tại vì đã đua là chấp nhận là gì? Phải bỏ tiền, hư hao động cơ, chứ không phải là nhớt đua là bảo vệ động cơ tốt hơn các cái kia đâu. Các bạn coi đua xe đó, một đôi khi chỉ có vài chạy có 500 cây xả nhớt ra rồi, đâu có xảy tới 1.000-2.000 cây. Người ta đâu quan trọng vấn đề thay để nhớt xảy lâu đâu. Các chi tiết phụ tụng thay còn nhanh hơn nữa. Do đó resinoid là gì? Đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất là gì? Các bạn muốn xe mình phải bóc nhất, vọt nhất, êm nhất và tốt nhất thì là resin. Nhưng mà đối với điều kiện mà nhớt bình thường bán thị trường, tất cả luôn, ngay cả Motul mình cũng nói thẳng luôn, không phải là 100% resinoid. Không thể nào resinoid 100%, mà nó chỉ là thương mại hóa một tí ti resinoid trong đó. Các bạn nhớ nha, ai mà nói là fully ester thì không bao giờ có. Nó chỉ là ester core một ít, hoặc là 4X ester giống như Voltronic nhỏ 4-5 giọt vô, hoặc là nó chỉ chiếm thành phần tối đa 10% à. Một lít fully ester nha, một lít ester cả trăm euro nha, chứ không phải là chỉ vài sen đâu. Do đó không có chuyện fully ester. Và ester thì nó chỉ tốt gì? Nó tốt khả năng chịu nhiệt cao, biên độ nhiệt nó rộng. Chứ các cái phốt cao su này kia nọ không tốt, chắc chắn các bạn không tốt. Các bạn đừng tưởng là càng nhiều ester lại tốt, càng nhiều ester phá máy thêm. Do đó nhà sản xuất đã nghiên cứu chế tạo cho bản thương mại rồi thì chúng ta sử dụng thương mại. Đừng trông chờ cho một cái sản phẩm mà resin, không có chuyện đó cho các bạn đâu. Các bạn phải lưu ý được đó. Một ít resin thì có, nhưng mà fully toàn bộ giống như nhớt từ trong đường đua mang ra không bao giờ có. Và điều đó với cái giá mà mấy trăm ngàn không có, vài triệu đồng một lít nha các bạn. Và tiếp theo, vậy thì dùng nhớt tốt thì lợi được gì? À, mình cũng đã phân tích rồi, dùng nhớt tốt thì nó sẽ tiết kiệm chi phí cho các bạn và cảm nhận nó khác biệt thôi. Mình có xem một clip với các bạn gì đó mình quên tên rồi, mình nói đôi khi các bạn có thể đụng chạm, nhưng mà mình đành dùng nhớt hơn bạn đó rất nhiều và mình sẵn sàng phân tích phụ gia tốt hay không tốt. Phụ gia tốt cho động cơ nha bạn. Bạn nào nói phụ gia không tốt, xin lỗi, sai bét. Sai bét luôn, gạch ngang luôn, sai. Phụ gia tốt cho động cơ. Tại sao? Tại vì trong một bình nhớt
Một lít nhớt được sản xuất thì thành phần giò gốc chiếm từ 60-70 đến 80%. Thành phần phụ gia từ 20 đến 30%, các bạn thấy không? Trong nhớt đã có phụ gia rồi, vậy phụ gia cho thêm tốt hay không? Tốt, chắc chắn rất tốt. Nhưng mà cách pha như thế nào, cách chọn phụ gia như thế nào mới là vấn đề. Chọn đúng, pha đúng mới tốt. Chọn sai, pha sai, trật lất thành nhớt dở luôn, xe hư luôn, không được tốt. Phụ gia là cái mà trong một bình nhớt đã cố định rồi. Người ta muốn cho thêm cái này thì người ta phải cắt cái kia ra. Nó giống như các bạn đi mua xe hơi vậy, hoặc là mua xe máy vậy. Các bạn mua về một chiếc xe nó chỉ là standard. Các bạn muốn thêm option các bạn gắn thêm tốn tiền thêm thôi. Và phụ gia sẽ bảo vệ tăng khả năng. Thí dụ như nhiều người muốn đi tour đi phượt cần phụ gia gọi là oil booster để tăng độ nhớt lên, thì phụ gia oil booster là tốt. Các bạn đi thành phố thường kẹt xe, các bạn cần phụ gia có khả năng giải nhiệt tốt chẳng hạn vậy. Các bạn khi thay nhớt thì các bạn cần phụ gia xúc động cơ để xúc động cơ tốt. Các bạn đi trong thành phố đổ xăng xăng bẩn cần phụ gia lọc xăng tốt. Bữa các bạn nó nói mà mình chưa có thời gian mình làm clip để gọi là phản đam á, bạn nó sai hoàn toàn. Nếu gặp mình là mình comment, nhưng mà thôi không thời gian, mình làm kênh của Abrax Center cho các bạn hiểu, chứ không phải là mình để mình bán hàng. Bán hàng thì có nhiều cách bán, không phải là cứ phải là đi nói cái gì cũng tốt để người ta mua, và nói đúng người ta mới mua. Cái tiếp theo là về phụ gia thì nó có rất là nhiều cái phụ gia xăng, phụ gia nhớt như mình nói. Đặc biệt phụ gia nhớt các bạn lưu ý cực kỳ cẩn trọng cho mình phụ gia nhớt. Tại vì nó có hai loại, một phụ gia dành cho ly hợp ướt và một phụ gia dành cho ly hợp khô. Thí dụ như là cái sản phẩm Sado Verilux. Đây, đây là phụ gia mặc định nó sản xuất cho ô tô, tức là phụ gia ly hợp ướt. Nếu dùng xe Vega hàm lượng cứ theo như chai, một chai để pha từ 3-5 lít nhớt. Tuy nhiên cho xe số, xe ly hợp ướt thì phụ gia của nó hàm lượng các bạn nên cắt xuống. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ quá trơn, nó sẽ dễ ảnh hưởng đến bộ nồi, bộ ly hợp. Khi xe số nó dễ bị trượt, nó ngăn cản bớt ma sát được rất là nhiều. Do đó phải biết cách pha và hàm lượng pha. Đối với Abrax Center chúng tôi đã khuyến nghị các bạn pha từ 3-5%, các bạn pha đúng. Nhiều bạn tham mua quốc nguyên chai đổ vô xong chạy trượt nồi, cuối cùng là gì? Đồ tốt xài cũng đúng thành đồ dởm. Sắp tới Sado họ sẽ có sản phẩm phụ gia đặc biệt đặc chế riêng dành cho xe máy ly hợp ướt. Còn cái này phải theo công thức của Abrax Center đã đưa ra, hoặc là Voltronic Ceramic E59. Nếu như ly hợp ướt nha, pha cực kỳ nhiều. Nhưng mà, ly hợp khô nha, pha thoải mái thì tỷ lệ một chai 330ml, pha từ 3-5 lít nhớt. Nhưng mà với ly hợp ướt, cắt lại một nửa thôi hoặc 1/3 thôi thì cảm nhận khác biệt rất là sướng. Tại vì trong đó nó có ceramic với lại cái độ tăng độ nhờn, do đó phải cẩn trọng và rất cẩn trọng. Đó là một cái điều mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về cách sử dụng phụ gia. Đó, nó có rất là nhiều cái lợi hại. Rồi cái cách chăm sóc xe cứ mỗi 20.000, 30.000 km nhiều bạn cứ kêu sợ rớt máy, rớt đầu. Xin lỗi các bạn, ở các nước phát triển chuyện rớt máy, rớt đầu đó bình thường. Ở Việt Nam mình hơi khen cái chuyện gọi là còn trinh, còn zin chiếc xe đó. Thì thôi, tâm lý đó mình không đụng chạm đến vấn đề đó. Tại vì nhiều bạn thích zin, mình cũng thích zin nè. Mình thích cái gì, mình chơi cái gì còn zin, chưa ai chơi bây giờ, chưa mở máy, chưa mở đầu. Còn tem chẳng hạn thì đúng nghĩa vậy luôn. Thì làm sao để bảo vệ? Ở châu Sado nó có cái công nghệ gọi là khôi phục động cơ không cần rã máy, thì các bạn có thể sử dụng thêm sản phẩm đó. 20.000, 30.000 km các bạn dùng sản phẩm là AMC gọi là S120 khôi phục động cơ của Sado để cho nó xử lý các vết xước trên đó. Đó là một cái phần ngoại cách. Hoặc là các bạn sử dụng thêm các sản phẩm vệ sinh buồng đốt của BlueChem nó cũng có, của các sản phẩm Liqui Moly nó cũng có, chứ không phải là các sản phẩm mà các center đang bán. Có một số sản phẩm Spreader không bán được tại vì nhiều quá, tiền không có đủ, mình không đủ tiền để mình đưa về hết. Thì mình bán được những cái gì thì mình giới thiệu cho các bạn. Đó, đó là cái cách mà để chúng ta sử dụng sản phẩm nó hiệu quả và nó thiết thực, cũng như là mang lại những cái gì tốt nhất. Thì trong topic lần này mình chia sẻ chính là nội dung Yaso MA. Tuy nhiên Yaso MA, MA2 rồi các cái vấn đề về API gì đó. Tuy nhiên thông qua topic này mình muốn chia sẻ hết cho các bạn cách mà vận hành một chiếc xe, chọn nhớt một chiếc xe cho Exciter Winner nó hiệu quả thông qua các cái API giống như mình nói. Gia xô, phụ gia, rất là nhiều các cái. Và hy vọng là các video clip của mình sẽ làm, sẽ mang lại cho các bạn thêm thông tin. Còn nếu như các bạn thích cái gì, muốn làm về xe gì, các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ làm cho các bạn từng video. Hoặc là các bạn có câu hỏi gì mình sẽ trả lời được thì mình trả lời. Hoặc là các bạn muốn review một sản phẩm gì đó, các bạn cứ comment bên dưới. Và nhớ, để cho cái kênh mình phát triển đến với cộng đồng, để mình làm nhiều video, thì cái điều rồi mình rất là cần và rất là mong muốn được các bạn hỗ trợ, đó là hãy subscribe kênh của Abrax Center, bật thông báo, cũng như nhớ follow và comment nhiệt tình lên nhé. Và đặc biệt đừng tiếc gì một chút share cho video này. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Mình là admin Huy Trần.
Xin chào và hẹn gặp lại trong các topic, các chủ đề tiếp theo. Nếu như các bạn thích chủ đề gì cũng comment luôn. Hẹn gặp lại các bạn.